Hôm nay trai Út mình đi đâu mà giờ này chưa dậy ta? Út đi đâu vậy? Con đi học. Học gì con? Học nhảy. Nhảy hả? Giày con đâu? Đây. Rồi, con đi giày vô. Rồi, nay con đôi giày mới ai mua vậy? Ba mua. Rồi ha, ba mua cái gì là phải phải nhớ nghe. Đi đàng hoàng vô. Xong một đôi rồi. Hôm nay Út nhảy bài gì? Đôi nó sâu. Rồi cái mặt sao, cái đôi này sao, hát sao, đứng đàng hoàng coi. Các đôi nó sổ, anh buông tay các đôi nó sổ. Anh cắt đi cả bóng mình để mang theo ra mình bay lộ. Rồi. Mua xe máy cũ.